Chuyện ma kinh dị không siêu thoát phần 2. Mẹ con Duyên nghe vậy thì cũng hoảng lắm mà hỏi: "Cô ơi, thế là thật sao? Chuyện thế nào cô kể cháu với?" Bà cô tay lau hai mép miệng mà kể: "Căn nhà nhỏ này hồi xưa là của một gia đình kia, họ là người sinh sống ở làng này lâu lắm rồi, nhưng rồi người vợ lang loàng mà ngoại giao với ông kia để rồi có chửa. Anh chồng tưởng là con mình nên nuôi đến ngày mẹ tròn con vuông. Để đến lúc thằng bé bảo bệnh mà cần truyền máu cứu gấp, thì hỡi ôi có cùng huyết thống đâu mà cho máu. Thế là người chồng tức giận mà bỏ đi nơi khác, không thèm đoái ngoài đến hai mẹ con nó. Đứa bé không có máu truyền nên chết, còn người mẹ thì về nhà làm tang sự cho con, sau khi nghĩ mình có tội lớn nên đã nghĩ quẩn mà tự tử chết trong chính căn nhà này. Từ ấy căn nhà không ai ở. Người chồng hay tin cũng trở về, nhưng không phải vì tình nghĩa, mà là bán đi miếng đất cùng căn nhà này cho một người khác. Ai dám mua chứ? Nhưng có một bà nhà giàu, bà có đầu óc kinh doanh rất cao nên đã bỏ tiền mua để hướng kinh doanh sau này. Mấy đứa con nít ngày trước hay tụ tập ở đầu ngõ mà chơi đùa lắm. Thế mà hôm ấy, chúng nó nghe tiếng của người phụ nữ ai oán khóc lóc ru con mình mà bỏ chạy hết. Rồi nhiều chuyện ly kỳ xảy ra với căn nhà ma này nên ai cũng đồn thổi, khiến cho cái miếng đất này không ai dám giờ đến ngoại trừ mẹ con mày." Bà cô nói một hồi dài bằng cái hơi nhiều chuyện, thì thấy nhẹ nhõm mà lại kết thêm câu nữa: "Chúng mày ở không được đâu, muốn yên ổn thì phải lên chùa nhờ thầy vậy, tao là tao giúp được tới đây thôi, khỏi cảm ơn." Nói rồi bà cô phe phẩy cái mông mà đi về nhà mình. Nghĩ là làm được việc tốt, ai nào ngờ đêm hôm ấy bà bị trúng gió mà liệt nửa bên người. Hết còn được đi giúp người nữa cho nên cũng buồn lắm, tội cho bà cô ấy. Còn phần về mẹ con nhà cái Duyên, sau khi nghe mọi người nói thế thì cũng lên chùa thỉnh thầy về cúng bái, và được thầy tặng cho hai tấm bùa mang bên người, cầu bình an và sức khỏe nên mẹ con cô cũng yên tâm mà ở, vài ngày thì cũng chả có gì xảy ra cả. Nên mẹ của cái Duyên mới mở quán chè nhỏ nhỏ, bán rẻ cho mấy bà ra đồng làm trưa nắng có cốc chè hay cốc trà đá mà uống nghỉ cho nó khỏe. Vì cả xóm này, có mình cái quán chè này bán cũng rẻ mà ăn cũng ngon, nên là quán cũng đông và việc kinh doanh cũng ổn. Nên mẹ cái Duyên cũng dành dụm được số tiền mà lo tu sửa lại đôi chút căn nhà ngói nhỏ, để không còn bị dột mỗi khi trời mưa gió. Bẵng đi được một thời gian, tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi sẽ trôi êm đềm qua theo ngày tháng. Nhưng một hôm, trong đêm tối, con bé Duyên nó giật mình thức giấc khi nghe tiếng động phát ra từ phía nhà bếp. Con bé còn nhỏ nên chỉ có thể đánh thức mẹ nó dậy mà thôi: "Mẹ ơi, dậy, dậy, mẹ có nghe phía nhà bếp có tiếng gì không?" Chị An là mẹ con bé Duyên ngáp ngủ mà trả lời: "Đâu, mẹ có nghe thấy tiếng gì đâu, con muốn đi vệ sinh hay gì, để mẹ dắt đi." Con Duyên lắc đầu mà đáp: "Không, nhưng mẹ nghe kỹ lại đi, có tiếng mà." Chị An thấy nửa đêm khi không con gái bảo vậy thì cũng cố gắng lắng nghe. Tai chị dần dần nghe thích hợp với âm thanh, nên nghe rất rõ, đó là tiếng song nồi kêu ở dưới bếp, như có thứ gì ấy đang cậy vung. Dạo này con mèo nhà ai cũng hay vào nhà chị nên chắc có lẽ là nó. Tuy đồ ăn thức uống không có gì nhiều, nhưng cứ như vậy thì nó ăn quen có khi còn dắt mấy con khác đến nữa, nên là chị An bảo con gái ở đây để chị xuống đuổi mèo. Căn nhà nhỏ nên cái ánh điện của ban thờ cũng đủ rọi xuống bếp nên không cần bật đèn. Chị An đứng khựng lại khi thấy trên cái bàn gỗ để đồ ăn của bếp chị là một cái bóng của một đứa con nít đang ngồi ấy mà bốc cái bát cơm nguội cho vào miệng. Chị An cứng họng mà ngất lịm luôn, vì chị biết nó không phải là con cái nhà ai cả, vì chị thấy nó không một mảnh vải che thân, và khi nó phát hiện ra chị thì nó quay phách lại mà nhìn chị với cặp mắt đen sâu hút và khuôn mặt trắng một cách quỷ dị. Con bé Duyên nó thấy mẹ chưa vào ngủ nên cũng nằm đợi mẹ, và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy không thấy mẹ nằm bên, nghĩ là mẹ đã dậy làm bữa sáng nên cũng xếp gọn chăn mền lại rồi đi ra sau bếp. "Mẹ, mẹ bị sao mà nằm đây thế?" Con bé Duyên vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy mẹ đang nằm dưới đất, đã tỉnh rồi nhưng dường như mẹ nó đang mơ mơ hồ hồ điều gì đó. "Sáng, sáng rồi hả con?" mẹ nó hỏi. Nó cũng gật đầu mà kéo tay mẹ nó dậy. Cánh cửa bếp mở ra thì chị An lúc này mới nhìn rõ cái bàn gỗ cũ ấy, bát dĩa loạng xoạng và cơm từng hạt rơi vãi trên bàn. Số cơm còn lại trong bát thì bốc mùi hôi chua, mốc rêu xanh mà làm chị An muốn nôn mửa. Chị An nghĩ là vong đói quanh quẩn đâu đây nên là tiếp tục mời sư thầy về làm lễ.
Hôm ấy, chị gửi cái duyên ở nhà bà cô bên chồng mà một mình đi lên chùa gặp sư thầy. Thầy hôm nay có việc ở chùa nên không tiện xuống nhà chị. Ngồi trò chuyện với thầy một lúc thì thầy cũng đề nghị chị An đưa ra tấm bùa bình an cho thầy xem. Tấm bùa màu vàng được gấp gọn gàng trong cái túi vải đỏ. Giờ đây đã có phần đen úa vài góc. Chị An hốt hoảng: "Dạ thầy, con vẫn luôn giữ cẩn thận không làm cho tấm bùa ướt hay bẩn gì, thế nhưng sao?" Sư thầy lắc đầu mà bảo: "Cái này là do thí chủ đây tiếp xúc với âm khí nhiều, nên tấm bùa thầy đưa mới mất tác dụng mà như thế, để ma quỷ nó quấy phá. Thôi giờ đợi thầy, thầy sẽ giúp thí chủ." Sư thầy nói rồi quay vào phòng, mà cầm ra hai chiếc vòng được đan bằng những sợi chỉ đỏ tươi mà đưa cho chị An. Đeo nó trên tay sẽ không có bất kỳ ma quỷ nào dám đến cả. Sư thầy nói rồi, cũng đưa rất nhiều bùa bình an cho chị An về đặt trên ban thờ và dán vào một số vị trí trong nhà để tránh đi tà ma hay ác quỷ quấy nhiễu. Chị An cảm ơn thầy, rồi về nhà làm theo lời thầy dặn. Thì thật là đêm hôm ấy và những ngày tiếp theo chị không thấy điều gì lạ hay bị trêu chọc nữa. Nhưng rồi cho đến một ngày: "Mẹ, mẹ ơi, thằng kia nó cứ kéo chân con." Con bé Duyên đang ngủ cùng mẹ nó trong phòng thì đột nhiên la lớn làm mẹ nó tỉnh giấc. "Ngủ đi con, mai còn đi học nữa." Chị An tưởng con bé mơ nên cũng khuyên con gái ngủ tiếp. "Mẹ, mẹ, nó cứ kéo chân con kìa, mẹ đuổi nó đi đi, nó là ai vậy mẹ?" Con bé Duyên chỉ tay về phía cuối giường mà nói những lời làm mẹ nó nổi da gà. Mẹ nó cố trấn tĩnh: "Ai đâu, mẹ thấy ai đâu, con ngủ nằm mơ rồi, thôi không có gì đâu, ngủ, ngủ tiếp đi con." Con bé không nói gì nữa mà lại nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp. Chị An cũng cảnh giác mà nhìn xung quanh thì vẫn không thấy gì cả. Ánh đèn đỏ mờ nhập nhòe trên ban thờ làm cho căn phòng lúc này thêm mờ ảo, khiến cho chị An cảm thấy lạnh lạnh, mà kéo cái chăn đắp ngang người con gái. "Mẹ, nó đang ngồi lên cổ con búp bê của con." Con Duyên nó chỉ tay về phía con búp bê mà khóc thét lên. Con búp bê nó rất yêu thích, thế mà cái thằng trời đánh nào lại ngồi lên đó, làm con bé giận mà khóc nấc lên. "Mẹ đuổi nó đi đi, cả cái cô áo trắng đang đi lại ngoài kia nữa, chúng nó phá đồ của con." Chị An nghe đến đây thì da gà nổi hết lên, mà lạnh buốt sống lưng, tay chị run run ôm chặt con bé vào người mà trùm kín cái chăn lại. Chị biết con bé nó sẽ không nói dối đâu, vì chị đã thấy trên tay con bé không hề có chiếc vòng mà thầy sư cho. Chắc là hồi chiều nó đã cởi ra rồi, chị cứ dặn mãi mà nó cứ thích cởi ra rồi giờ quên đeo lại. Chị An không biết phải làm thế nào mà tháo đại chiếc vòng trên tay mình mà đeo cho con bé. Dỗ dành mãi thì nó cũng ngủ, nhưng đêm ấy chị An lại bị bóng đè. Trong khi nằm trên giường thì chị bị nó đè cho mà không thở được. Chị An thấy một đứa bé trai đang ngồi chồm hổm trên người chị mà giật lấy tóc chị, khiến cho chị mệt mỏi mà thở không nổi. Một giọng nói vang vọng bên tai chị: "Nhà tao, nhà tao, nhà của tao." Chị An không tài nào cử động được, đến cả mở mắt chị cũng không mở được. Mãi một lúc sau thì chị mới cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi và mắt cũng bắt đầu mở ra được. Cả đêm ấy chị không ngủ mà cứ thức vậy mà dỗ con bé Duyên ngủ. Đêm ấy con bé nó quấy khóc cực kỳ nhiều, làm chị phải mất cả đêm mà trông nom nó. Sáng hôm sau, chị vội gửi con bé mà chạy đến ngay chùa mà cầu xin thầy giúp đỡ. Chị An kể hết mọi chuyện cho thầy nghe và bảo là chiếc vòng thầy cho đêm hôm qua đã bị đứt, không còn gì để bảo vệ nữa, nên ma quỷ nó lộng hành. Sư thầy biết có chuyện không hay nên cũng cùng chị An mà về đến nhà chị. Lúc này cũng đã độ gần trưa nên thầy bảo chuẩn bị đồ lễ nhanh mà cúng luôn trong trưa nay. Sư thầy ngồi ấy mà tụng kinh thì một lúc sau có một người phụ nữ mặc cái áo trắng toát mà bước từ dưới góc bếp tối tăm lên trên nhà trước sự chứng kiến kinh hoàng của chị An. Tại sao chết mà không sớm đầu thai lại vất vưởng ở dương gian như thế? Sư thầy hỏi rồi vẫn nhắm chặt mắt mà niệm chuỗi hạt mà ngồi uy nghiêm ở đó. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, chị An có thể thấy rõ người phụ nữ tóc dài xóa rũ rượi. Cổ đang thắt một sợi dây thừng mà lè lưỡi ra nhìn chị An, ánh mắt long sòng sọc. "Nhà của tôi, nhà của tôi, của tôi." Giọng nói của con quỷ ấy nghe đáng sợ đến rợn người mà the thé trong cổ họng, khiến cho chị An như không đứng vững được. Nếu như không vì có thầy ngồi phía trước thì hồn vía chị đã lên 9 tầng mây rồi. Người chị An cứ run lên cầm cập mà sợ hãi ngồi xuống sau lưng thầy mà niệm Phật. Thầy nhìn con quỷ đang đứng đó mà làm ra bộ dáng đáng sợ hù người.
thì cũng không mấy sợ hãi mà nhìn tìm kiếm xung quanh. Tại sao, thầy vẫn không thấy hồn ma của đứa bé đâu chứ? Người đã chết rất lâu rồi, căn nhà này đã qua đến đời chủ thứ hai rồi, đừng có mà tạo thêm lầm lỗi. Theo ta về chùa mà nghe kinh Phật để sớm có ngày đầu thai. Thấy sư thầy nói vậy, con quỷ cũng suy nghĩ mà chần chừ nhìn sư thầy. Nó quỳ xuống mà cúi đầu thật lâu trước sư thầy. Sư thầy thấy nó đã ăn năn nên cũng không đề cao cảnh giác mà hỏi: "Thế còn đứa bé, nó đâu?" Con quỷ dần tiến xích lại phía sư thầy, mà ra vẻ định nói gì, nhưng trong giây lát nó thay đổi chủ ý mà dùng bàn tay sắc nhọn mà đâm về phía sư đang ngồi ấy. Sư tuy không đề phòng nhưng là người xuất gia và đã có nhiều kinh nghiệm, nên rất nhạy bén liền né tránh và cổ của sư bị con quỷ cào sượt qua mà rỉ máu. Con quỷ nó biết cái người trước mặt nó rất lợi hại, nên chỉ có thể đánh lén mà thừa thắng xông lên thôi. Chứ nó rất quyết phải giữ bằng được căn nhà này cho hai mẹ con nó trú ngụ. Sư thầy trấn tĩnh mà niệm một câu Phật hiệu, rồi nhanh tay mà tròng chuỗi Phật vào tay con quỷ. Con quỷ hét lên một tiếng chói tai, nhìn vẻ mặt kinh khủng của nó nay lại cộng thêm đau đớn khiến mặt nó kinh dị đến cỡ nào. Nó biết nó không có đường thoát và phải đi theo lão sư này nên trong giây lát nó đã tự bạo nổ mà phá tan hồn phách. Từng đốm sáng nhỏ li ti bay lên trên mái ngói mà tan biến mất, làm cho sư thầy cũng có chút ngạc nhiên nhưng không thể nào làm được gì. Chuỗi Phật rớt xuống đất rồi cũng đứt rời, rơi hết ra sàn nhà mà tạo thành tiếng kêu lanh lảnh, như cũng kết thúc một linh hồn tàn ác đã không còn có cơ hội siêu sinh mà về kiếp sau. Sư lại niệm lên tiếng Phật hiệu rồi quay sang nhìn chị An. "Thí chủ, ta thấy vong linh của đứa bé kia đâu, nhưng vong quỷ của người mẹ khi xưa đã phi tang mà không còn nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó, nếu gặp lại vong của đứa trẻ ta sẽ siêu độ cho đứa bé." Sư thầy thu xếp, rồi cũng đưa thêm chuỗi vòng tay cho chị An bảo là đưa cho con bé duyên mang để đề phòng linh hồn đứa bé trai. Thầy về rồi chị An cũng thu dọn rồi qua bên kia đón con bé duyên về. Mọi chuyện như tạm ổn, con bé không còn thấy ai quấy phá nữa, hai mẹ con cũng bắt đầu mở cửa bán trẻ lại. Họ cầu mong sẽ không phải gặp lại những chuyện ma mị như thế nữa. "Mọi chuyện rồi có êm đềm không bà?" Khải hỏi bà mà làm thằng cu Minh nó thấy khó chịu. Anh này buồn cười thật, nếu nó êm đềm thì con duyên nó đã không bị vong nó theo đến vậy. Bà cụ hào ho ho vài tiếng, ý muốn ra hiệu cho thằng cháu nội nó im đi. Rồi bà nói tiếp, mẹ con bé nói là nó thường nói chuyện một mình vẩn vơ, thường mang đồ ăn để trong phòng, rồi hôm sau nó mốc thiêu thì mới bỏ đi. Mẹ nó hỏi, thì thời gian đầu nó không có chịu nói. Mẹ nó cũng nghi ngờ mà dắt nó đến tìm thầy, nhưng nó đều trốn tránh mà tìm cách không đi. Số nó khổ là 5 lần 7 lượt như thế mới thoát khỏi cái vong ấy mà đi được. Mấy lần sau đến tìm thì thầy lại không có ở nhà nên không gặp được mà giải vây khỏi cái vong ấy. Rồi cho đến lúc ông thầy sư ốm nặng mà qua đời thì mẹ con nó cũng không biết. Thế là con bé nó lớn lên mà bên cạnh nó luôn có một cái vong theo, mà đêm nào cũng về rủ nó đi chơi cả. Dần lớn lên thì con bé cũng hiểu chuyện, thường làm ngơ cái vong ấy. Nó cũng không còn đi theo con bé duyên nhiều nữa, rồi cũng chỉ thi thoảng hiện ra thôi. "Nó trông như thế nào hả bà?" Khải hỏi rồi cũng lặng im mà nghe bà trả lời. Bà nghe nó bảo là một đứa con trai lớn hơn nó mà lúc nào cũng hiện ra với khuôn mặt tái xanh, cùng đôi mắt to đen sâu mà nhìn nó. Con bé nói là không thấy rõ dáng người, nhưng dường như thằng vong ấy nó không mặc gì cả, vì con bé duyên chỉ thấy mờ mờ bóng người nó, và khẳng định đó không phải là lớp vải của quần áo. Bà cụ Hào kể đến đây thì vẻ mặt của thằng Minh và cả Khải suy tư rõ rệt. Hai thằng dường như đang suy nghĩ mà tưởng tượng cảnh tượng ấy. "Thế tại sao không có ai bắt nó đi hả bà?" Bà cụ Hào cười nhạt trước câu hỏi của Khải. Không đợi bà trả lời thì thằng cu Minh nó đã nói: "Ông thầy nào vào ấy mà bắt nó cũng đều bị nó làm cho bị thương, máu mũi, máu tai chảy đầm đìa mà cắp dép chạy về nên không ai dám đến mà nhận lời bắt cái vong quỷ ấy nữa." Khải kinh ngạc mà trợn mắt nhìn bà ngoại, không ngờ là cái vong nó mạnh đến thế làm cho con bé duyên tuy đã độ tuổi chớm nở của tình yêu mà không thể yêu ai hay được ai yêu cả. "Nó muốn con bé làm vợ nó sao?" Khải đưa ra câu hỏi mà mình suy nghĩ. Bà cụ Hào thở dài xiên xượt mà đáp lời cháu. Bà và mọi người cũng chả rõ là có phải như thế không nữa, nếu nó yêu thích con bé thì đã bắt nó xuống dưới đó lâu rồi. Phải đợi đến giờ làm gì cho mệt. Khải và Minh gật đầu rồi đâm ra suy tư. "Ủa mà ma quỷ, nó cũng lớn lên từng ngày hay sao vậy bà?" Câu hỏi của Minh làm cắt ngang dòng suy tư của Khải,
Khải cũng muốn biết một chút về tâm linh để kể lại cho thằng bạn thân. Bà cụ Hào trả lời bằng tất cả những gì bà đã biết. Ngày ấy, một ông thầy cũng đã nói với các chị em trong làng rằng ma quỷ khi chết đi thì linh hồn nó chỉ còn nhớ thân xác mình thế nào trước lúc chết, mà hiện nguyên hình về như thế. Ví dụ như ông trung niên ở bên kia nhà chết do bệnh xơ gan phổi chướng, thì khi hiện hồn về nhà, người vàng khè kinh dị, mắt vàng và lờ đờ, bụng thì to chướng. Còn anh thanh niên chết do tai nạn phóng nhanh chạy ẩu thì đầu óc nát bét và người ngợm máu me. Đấy là bà nghe một số người kể lại. Và thầy cũng bảo là còn nếu vong là con nít thì khi nó chết lúc đầu có thể là hình dáng ấy, nhỏ bé và trông đáng sợ. Nhưng nếu vong nó dần sống chung với người, hoặc đôi khi nó nghĩ mình cũng phát triển như bao đứa trẻ khác, thì nó cũng có thể lớn lên từng ngày. Nhưng rất tiếc nó vẫn là quỷ, mãi mãi không thể như người được. Trong đầu nó chỉ ý định ở lại dương gian mà không muốn đi đầu thai, hoặc với mục đích gì khác. Hai thằng thiếu niên nghe bà nói thì cũng hiểu phần nào, mà lại như ông cụ non ngồi đần ra với tách chè mà suy nghĩ. Thôi, thôi bà đi nấu cơm đây. Bà cụ Hào thấy hai thằng cháu nó đang đắm chìm vào thế giới tâm linh thì cũng thôi mà để cho chúng nó suy nghĩ. Ấy mà còn ngồi đây thì có khi chúng nó hỏi và bắt kể chuyện đến tận sáng mai. Thằng Khải quay sang thằng Minh mà hỏi: Ê mày, không có cách nào cứu con Duyên sao? Chả lẽ nó ế đến già hả? Minh suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: Em nghĩ mai này con Duyên lớn lên đi học trên thành phố hay làm trên ấy thì nó sẽ không theo con Duyên nữa, lúc ấy con Duyên sẽ có chồng. Khải nghe vậy chép miệng mà lại nhải: Chán, con bé nó sinh vậy mà không có chồng thì phí. Minh cũng gật đầu tỏ vẻ là đồng ý với ý kiến của Khải. Nhưng vong nó theo ám thì biết làm thế nào được, tối đi trà sữa nhé anh. Khải gật đầu với ý kiến của Minh, rồi cũng chạy xuống bếp phụ bà ngoại một lát rồi lại lên chơi với thằng Minh. Sao hôm nay mày đạp chậm như rùa vậy Minh? Khải ngồi sau xe để Minh đạp ra quán trà sữa, thấy nó đạp chậm như nặng nề lắm nên mới lên tiếng hỏi. Hình như là xẹp bánh hay sao ấy, nó cứ nặng trịch, khó đạp lắm. Minh trả lời Khải rồi dừng xe lại. Hai đứa nhìn xung quanh thì thấy mình gần ra được đến ngõ rồi, nhưng nếu dắt về thì ngang ngửa với dắt xe ra tiệm để bơm. Thấy gần đến nhà mẹ con nhà Duyên nên Khải đưa ra ý kiến: Thôi vào xin cô An mượn cái ống bơm đi mày. Minh cười khúc khích mà đáp: Chắc là muốn gặp con Duyên chứ gì. Nó nói rồi cũng dắt xe đi mà đến nhà cô An mượn cái ống bơm. Bơm xong xuôi thì thằng Minh nó cảm thấy không ổn với cái bánh xe chút nào, nên thôi đỡ vậy, để đi ra tiệm sửa. Rồi, rồi, nó lại xẹp bánh nữa rồi. Khải xuống xe mà nhìn thằng Minh đang ngồi hì hục mà xem lại cái bánh xe. Xe bị sao hả, có cần Duyên giúp gì không? Giọng nói của Duyên làm cho Khải và Minh giật mình mà nhìn về phía Duyên. Nãy có mượn bơm nhà Duyên rồi mà giờ nó lại hư nữa. Khải đáp rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Là vậy ta, rõ ràng là lúc nãy khi đang loay hoay nhìn cảnh vật xung quanh, Khải có thấy đằng xa có chiếc xe đạp đi tới, nhưng rõ ràng là trên xe có bóng dáng của hai người. Sao bây giờ lại chỉ có mình Duyên? Sau khi hỏi chuyện thì mới biết cả ba người cùng ra quán trà sữa đầu xã, nên Duyên không khách khí mà đề nghị lên xe của Duyên bớt một người cho đỡ nặng chiếc xe. Minh nó đồng ý rồi chậm chậm đạp theo sau Duyên và Khải. Khải bất đắc dĩ ngồi phía sau Duyên cho an toàn, nhưng sống lưng của anh nó cứ lạnh buốt mà da gà, da chó nó cứ nổi lên. Đây không phải cảm giác xấu hổ hay gì mà là, nó lạ lắm, cảm giác như có ai đó phía sau mà ép sát vào cổ mình vậy. Đến nơi thì Duyên dừng xe ở khá xa quán rồi một mình dắt xe vào trong cùng với đám bạn. Minh và Khải thì cùng nhau mang xe đi sửa ở tiệm gần đó và gửi luôn ở đó để tí về rồi lấy. Sau khi trà sữa ấm bụng thì hai thằng Minh, Khải xin về trước vì bố mẹ không cho đi về muộn, nên đám bạn còn ở lại mà chơi. Duyên cũng cùng lúc dẫn xe ra về, và rồi ba người cùng đạp về chung một đoạn đường. Minh đạp phía sau của Duyên mà cẩn thận nhìn đường. Khải bỗng giật bắn tim mà ôm chặt lấy Minh. Tim đập loạn soạn mà không nói nên lời. Sao đấy? Em không phải con Duyên đâu mà anh ôm chặt thế. Thấy cái Duyên nó cũng đã chạy xe vào nhà rồi thì Khải cũng quay lại mà nhìn cho thật kỹ. Chỉ có mỗi cái bóng lưng nhỏ ấy chạy vào trong nhà mà thôi, thế sao mà lạ thế nhỉ? Minh ơi, từ lúc con Duyên nó đến khi xe mình hư mày có thấy gì lạ không? Xe lúc này đã chạy được một quãng thì Khải mới dám cất tiếng mà hỏi Minh. Thấy gì? À em thấy nay cái Duyên nó mặc bộ đồ xinh quá. Khải chép miệng, không phải, tao là lúc xe hư,
Tao thấy có xe chạy đến phía bọn mình mà là đi hai người, nhưng khi cái duyên nó đến thì chỉ có mình nó. Nãy tao ngồi sau mày, lúc gần về thì lại thấy cái bóng in gió hai người trên cái bức tường to ngoài kia, tao mới giật mình ôm mày đó. Thằng Minh nghe đến đây thì mặt tái xanh mà lắp bắp. Thật, thật hả anh? Khải gật đầu cùng tiếng ừ và kể lại cảm giác lúc ngồi sau xe của con duyên nó đáng sợ đến thế nào. Vậy là cái vong nó đi theo con duyên rồi đấy, ghê thế. Thằng Minh thốt lên, rồi co chân mà đạp nhanh chóng mà về nhà. Nó sau khi dắt xe vào sân, thì chạy một mạch vào trong phòng mà không thèm đóng cửa, mặc kệ cho Khải phải đóng cổng rồi lại quay sang chốt cửa, vì lúc này mọi người cũng đã lên giường. Sáng hôm sau, khi mà bố mẹ của Khải đi sang một số nhà chơi, thì chỉ còn bà Hào và hai thằng cháu ngồi uống nước ăn bánh ngoài bàn ghế gỗ. Bà cụ Hào nhặt rau mà lên tiếng, hôm qua hai đứa đi đâu về thế? Thấy bà nội ít khi hỏi lắm, thì thằng Minh thấy cũng lạ, mọi lần nó đi thì bà nội cũng có hỏi gì đâu nên nó vẫn đang suy nghĩ. Chỉ có Khải là nhanh miệng đáp, chúng cháu đi uống nước ở đầu xã, sao vậy bà? Hay bố mẹ của cháu cấm hả bà? Bà cụ Hào lắc đầu tỏ vẻ là không phải bị bố mẹ cấm mà là chuyện khác. Thằng Minh nó thiếu kiên nhẫn chờ đợi nên hỏi bà, có chuyện gì vậy bà nội? Nói cho chúng cháu biết đi. Bà cụ Hào nhìn hai thằng cháu mà thở dài, bà cũng muốn không hỏi nhưng lại sợ có chuyện nên thôi nói trước để biết mà tránh thì hơn. Nó tốt hơn là không nói, hai đứa chúng mày đi chơi mà để vong nó theo về nhà vậy đấy hả? Bà cụ Hào nhìn hai thằng cháu đang ngây ngốc mà nhìn mình sau khi bà đã nói ra. Cổ họng của thằng Minh nó cứng lại mà không nói được nên lời, Khải thì cũng không khác nó là mấy mà nhìn bà không chớp mắt. Bố mẹ thằng Khải thì về sớm, nên trường hợp vong nó có theo thì không thể nào xảy ra được, chỉ có hai thằng đi đêm đi hôm nên nó theo. Thế hôm qua có đi chỗ nào nữa không hả? Hai thằng cháu lắc đầu tỏ vẻ là không đi chỗ nào cả, rồi hai đứa kể lại chuyện xe đạp bị hư mang đi sửa chứ có đi chỗ nào nữa đâu mà có vong theo. Vấn đề là bà cụ Hào kể lại là đêm hôm qua, bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng gió thổi to, nên bà mới lò mò dậy mà đi đóng lại cửa sổ. Bà thấy rõ ràng, đứng ngay cái hàng lá chè xanh là một cái bóng đen xì xì nhìn vào trong nhà. Thằng Minh thắc mắc, trời tối như vậy sao bà nhìn thấy cái bóng đen đó được vậy? Bà cụ Hào nghe đến đây thì thay đổi thái độ mà nói, cũng nhờ hai đứa hôm qua về nhà mà không tắt điện sân mà vào ngủ luôn, cũng may mà cửa nẻo còn nhớ đóng lại chứ không là trộm nó vào dẫn hết xe đi rồi. Hai thằng cháu gãi đầu mà ngại ngùng nhìn nhau, Khải mới kể tiếp chuyện hôm qua cho bà Hào nghe. Thì bà cũng suy nghĩ nhưng cũng cho rằng chắc có lẽ không phải là cái vong ấy đâu, vì trước giờ ngoài theo con bé duyên ra nó chưa từng để ai thấy nữa, kể cả mẹ con bé cũng không thấy nữa. Chắc có lẽ là vong linh đói khát đi theo hai thằng về đến nhà, nên bà cụ Hào mới nhờ hai đứa chạy ù ra chợ mua một số đồ, để bà làm ít thức ăn mà cúng cho vong đói khát. Xong xuôi mâm cúng thì bà cụ Hào cũng cắp cái nón mà đi vào vì lúc này trời đã chưa nắng lắm. Bà bảo hai thằng cháu đóng cửa mà vào nghỉ trưa, mặc kệ ngoài ấy họ làm gì, mình cứ vào ngủ vậy. Thằng Minh nó nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được, xoay người sang nó đã thấy anh Khải đang ngồi dậy mà định đi đâu đó. Anh đi đâu đó? Khải đáp, theo anh ra xem ngoài kia đi. Minh không nói thêm lời nào, mà vội lao ra theo Khải mà rón rén bước đến lén lút nhìn qua khe cửa gỗ. Chả thấy gì ngoài khói hương nhang nghi ngút ấy, hai đứa vẫn cứ đứng đó như chờ đợi điều gì ấy. Có gì đâu, Minh nói rồi quay người bước vào bên trong nhà, để một mình Khải đứng đó, một lúc sau thì Khải cũng mất kiên nhẫn mà quay trở về phòng ngủ. Chiều hôm ấy, bà cụ Hào cùng hai đứa cháu ra ngoài mâm cúng để dọn dẹp, chỉ thấy dĩa xôi mốc meo lên và hoa quả như bị héo thối teo lại. Bà cụ Hào không giải thích mà mang đồ ấy bỏ đi, để lại hai thằng cháu như chưa hiểu chuyện mà ngơ ngác nhìn nhau. Thế là thế nào nhỉ? Nắng tuy nó gắt nhưng làm thế nào mà dĩa xôi nó mốc meo thế kia? Thằng Minh hỏi rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh mình rồi cũng đi vào nhà mà chuẩn bị bữa tối. Sau khi xem thời sự xong, thì bà cụ Hào tỏ ý là muốn đi sang nhà bà bạn hàng xóm chơi, nên bảo hai thằng cháu ở nhà mà trông nhà. Minh và Khải lấy điện thoại ra chơi chán rồi cũng không biết làm gì, mà nằm mỗi thằng một góc ôm điện thoại. Ủa anh Khải, anh kết bạn Facebook với con bé Duyên rồi à? Minh hỏi Khải mà đầy vẻ ngạc nhiên. Khải chỉ cười cười mà bảo, tao thấy nó nằm trong bàn của mày nên kết vậy cho vui, dù gì có nhiều bạn cũng vui mà. Minh suy nghĩ rồi trong đầu nó nhảy ra một ý nghĩ. Hay anh thử tán con bé Duyên xem có được không? Mày bớt giỡn, bao nhiêu thằng tán nó không đổ, tao làm được chắc.
Khải khẳng định như thế nhưng bị Minh gạt đi ý nghĩ của Khải mà nói. Anh là trường hợp ngoại lệ cũng nên, em thấy nó có ưng anh lắm á. Khải nhăn mặt, lỡ tán được thì sao? Minh cười lên hăng hắc mà đáp, được thì yêu luôn, sợ gì? Khải lắc đầu mà quay sang nhìn nó, nhưng tao không ở đây mãi đâu. Nghe tiếng của con chó phèn nó sủa mà hai thằng đang nằm nói chuyện giật cả mình. Hồi chiều mày cho ăn không đóng cửa lại hả? Khải hỏi thằng Minh, khi mà con phèn ngoài kia, nó đang đứng trước sân nhà mà sủa gầm gừ nhìn ra ngoài kia phía mấy cái cây chè pha trà của bà. Hai thằng bật dậy mà ra ngoài định bắt con phèn lại, mà nhốt vào trong chuồng. Thì một cơn gió thổi bên ngoài vào, làm cho hai thằng cảm thấy nổi da gà mà đứng sững lại. Tiếng con phèn nó vẫn sủa mà gầm gừ nhìn ra bên ngoài. Hai đứa nó cũng nhìn theo con chó phèn nhìn, nhưng chả thấy gì cả ngoài cái cơn gió lạnh ngắt đến rợn sống lưng. Phèn, phèn, mày đến đi vào chuồng. Thằng Minh quát, nhưng lúc này con phèn nó không quay lại như bao ngày, mà cứ đứng đó xoăn đuôi lại mà gầm gừ như nhìn thấy kẻ địch vậy. Tiếng xe đạp cót két cho thấy là bà cụ Hào đang đạp về. Con phèn nó cũng không dám chạy ra mà vẫy đuôi nữa, chỉ biết đứng im đó mà quan sát. Sau khi nó thấy bà cụ đã vào sân thì mới chạy ra mà mừng rỡ lần vào chân của bà chả khác gì con mèo vậy. Rời à, hôm nay cậu phèn được sổng chuồng đi chơi phải không? Bà cụ Hào ôm lấy nó mà đưa nó vào chuồng mà khóa chặt cửa lại. Bà quay lại nhìn hai thằng cháu mà nói, hôm sau cho chó ăn phải cẩn thận nghe chừa, mất là không tìm được đâu. Bà cụ Hào nói rồi cũng lấy ra một túi bánh đưa cho hai đứa bảo là bạn bà cho. Hai thằng cũng chia nhau ra ăn rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Đang ngon giấc thì chợt Khải nghe thấy tiếng cửa sổ bên cạnh như có ai đó đang cào vào sột soạt, sột soạt. Âm thanh làm cho Khải tỉnh giấc hẳn, mà nằm lắng nghe tiếng cào cánh cửa sổ gỗ bên cạnh mình, mà cào từng đường dài làm cho Khải nổi cả da gà, tóc bắt đầu cũng dựng lên từng sợi. Tiếng cào cửa bỗng dưng im bặt, nhưng thay vào đó là tiếng rít, nó không ngư tiếng gió thổi qua khe cửa, mà rõ ràng nó là cái tiếng rít lên từng hồi như ai đó đang ghé sát vào khe cửa mà rít lên vậy. Khải sợ hãi mà bịt chặt đôi tai lại, nhưng không hiểu vì sao cái âm thanh ấy nó cứ xoáy sâu vào bên trong tâm trí của Khải. Tay Khải thò ra ngoài mà cố lay lay đánh thức thằng Minh dậy. Thằng Minh đang ngủ bị lay dậy thì có chút khó chịu. Sao vậy, em đang ngủ? Minh ơi, mày có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Minh nó đang buồn ngủ nhưng cố lắng nghe nhưng rồi nó lại cáu. Có gì đâu, anh ngủ đi cho khỏe. Khải vội vàng cầm lấy tay nó rồi ra hiệu chỉ về phía cánh cửa sổ mà nói, tao nghe như tiếng ai đó rít lên sau cánh cửa, mày nghe kỹ đi. Thằng Minh lúc này có vẻ hơi tỉnh táo lên, nó lắng tai nghe nhưng chỉ bảo đó là tiếng gió thôi và bảo là Khải quá đa nghi nên mới nghe như thế. Rồi Minh xua tay mà tiếp tục đi ngủ. Trong tai Khải vang vọng cái tiếng rít của ai đó ngoài khe cửa, làm Khải sợ hãi kéo chăn lên mà dỗ dành giấc ngủ. Khải bắt đầu mộng mị mà chìm vào trong một giấc mơ có cảnh tượng xa lạ hết sức. Tập truyện hôm nay đến đây là hết phần 2. Chúc quý khán thính giả có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.